935 này nó là 28 triệu nha mấy anh. Xe này xe mới về, đua em là có hỗ trợ trả góp luôn. Xe bảo hành được 6 tháng. Mình có thể trả trước khoảng từ 4 triệu cho tới 6 triệu. Dòng này dòng Exito 150. Này đời máy 26. 27. Giá nó tầm theo chung nó tầm từ 30 cho tới 35 triệu tùy theo dòng xe. Đúng rồi. Con này là nhiêu? Con này nó là 35 triệu. 35 triệu. 2017. 2017. Mình xe đây là đảm bảo là đầu lòng chưa đó, chưa. Bao zin anh? Hoàn toàn zin. Hoàn toàn zin. Cái này không có bình hả? Có. Chiếc này 12.489 cây. Cây 35 triệu. Còn chiếc trắng đỏ bên đây, trắng đỏ bên đây nó là đời 2015 thì nó rẻ hơn, tầm có khoảng 33 cho tới 34 triệu. Cái này mình sang tên đâu có mắc hả? Dạ đúng rồi, nếu mà mình sang tên chỉ tốn có khoảng từ 500 tới 700 ngàn anh. Rồi rút bộ ra, nếu mà đi rút bộ đi tỉnh là tốn không? Dạ, có khoảng ở đây nếu mà rút bộ em ở đây em hỗ trợ phần chi phí rút bộ cho mấy anh. Hỗ trợ chi phí đó luôn, rút dạ, bộ giùm luôn. Rút bộ giùm. Đây, chiếc này biển 64. Còn chiếc này biển 65, bạn nào ở 64 thì mà khỏi rút bộ luôn ha. Dạ, đúng rồi. 65 thì rút bộ. Đây mình có mấy chiếc, 5-6 chiếc mình giới thiệu cho các bạn tham khảo luôn nha. Chiếc này chạy nhiều chưa ta? Xe cũ thì cũng coi 12.000 mấy. Mấy cái đồng hồ này làm sao để vậy vậy ha? Dạ đúng rồi, đồng hồ là đồng hồ điện tử mà anh. Ừ. Dạ hoàn toàn điện tử. Thu vô thì sao mình để vậy? Đây. Okay. Rồi qua chiếc này cũng 26. Cái này là 2016. 2016 hả? Dạ 2016. Chiếc này. Chiếc đỏ 18.000. Chiếc này thì giá sao? Dạ chiếc này tại vì cái đời nó cao nhưng mà nó chạy hơi nhiều thì nó vẫn tầm có khoảng 34 và 35 triệu anh. Chiếc này đây ha. Cần Thơ á. Dạ biển số Cần Thơ. Rồi đây. Ngoài dòng Exito em còn có dòng Winner nữa. Winner. Quay rồi nói chung đầy đủ. Đầy đủ hết. Dạ. Thì số điện thoại cửa hàng mình là số mấy? 0986869278 và một số là 0909675556. Hai số đó mấy bạn gọi tới đều được hết. Rồi. Chiếc này chiếc Winner đời mấy vậy? Dạ chiếc Winner này là đời 2017. 8.100. Hàng ghép xong. Hàng này là phiên bản đặc biệt của dòng Winner. Tem nó là tem sơn chứ không phải tem dán. Tem sơn. Mình khi mà xe cũ mình bảo hành sao ạ? Nói chung ra bản thân ở cửa hàng em sẽ bảo hành cho khách hàng mỗi một dòng xe vậy là 6 tháng. 6 tháng ha, đảm bảo rồi mình chạy ha. Này 65 luôn nè. Đây chiếc Winner nha các bạn. Đi 8.159 km. Copy. Chiếc này giá nhiêu? Chiếc Winner đó nó là 33 triệu anh. 33 triệu. Dạ. Còn chiếc đen kế bên? Dạ tem kế bên thì nó tầm có khoảng 31 triệu. Chiếc này rẻ hơn ha. Dạ đời 2017. 28.000. Đời 2017. Màu đen, đen nhám. Bản số Sóc Trăng ha. Sóc Trăng anh, ghé thành phố Sóc Trăng. Thành phố Sóc Trăng.
31 triệu hả? Dạ. 31 triệu. Rồi. Chiếc kế bên này thì chiếc kế bên cũng là hàng Winner biển số Cần Thơ. Thằng đó vẫn là 33 triệu. 33 triệu. Rồi. Em còn hai chiếc quay của đời 2016 và 2015. Này hai chiếc quay đây. Chiếc quay hai chiếc này chiếc giá sao? Giá nó tầm là 16 và 17 năm anh. 16 và 17 năm. Dạ, xe hàng máy 100 này nó đã bỏ mẫu. Ừ. Đây hai chiếc này. Rồi các bạn có nhu cầu thì mình sẽ đánh cái số điện thoại lên mô tả đó cho các bạn tham khảo nha. Hôm nay thì mình cũng mấy dòng xe cũ này bên em vẫn hỗ trợ trả góp. Mấy bạn có thể trả từ 1 triệu cho tới 10 triệu tùy theo dòng. 1 triệu, 7 triệu, 10 triệu tùy theo dòng. À. Lại trả trước á hả? Dạ đúng rồi, vấn đề trả trước. Trả trước từ 1 triệu là được rồi hả? Dạ đúng rồi, chỉ cần 1 triệu là đủ. Rồi. Rồi ok, có gì liên hệ địa chỉ mình dạ. Số mấy vậy? Ở đây mình có ngoài dòng đó còn có những dòng tay ga nữa. Gồm có dòng Amplex. Ừ, mấy bạn cứ tham khảo Alex, Novo, Janus, Lee, Mio, Liberty. Nói chung là những dòng đó mình đều bán trả góp được hết. Rồi, những dòng xe cũ rồi liên hệ cửa hàng mình dạ. Là số mấy? Số gồm mấy? Có 098. Không, cái địa chỉ kìa. Địa chỉ cửa hàng mình là 114 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Rồi, thì mình sẽ đánh cái số điện thoại vô trong mô tả cho các bạn tham khảo nha.